Hoan Minh Hoon, New West bị chê diễn dở nhất màn ảnh, cộng đồng mạng khuyên đừng cố chấp, chỉ nên đi hát. Hoan Minh Hoon, thành viên nhóm nhạc nam New West, đang dần khẳng định tên tuổi của mình với tư cách là một thần tượng ca hát chuyển sang làm diễn viên. Tuy nhiên, sự chuyển hướng này của anh đã vấp phải nhiều tranh cãi. Trong năm nay, anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai phụ điển trai si tình ở bộ phim cổ trang giả tưởng Alchemy of Soul. Ngay khi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, nam idol tái xuất với vai trò nam chính trong bộ phim My Lonely Lia, Đừng Nói Dối Em, cùng với bạn diễn nổi tiếng Kim So Hoon. Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Kim So Hoon đảm nhận. Sự xuất hiện của hai tên tuổi đình đám khiến khán giả không khỏi háo hức kỳ vọng. Thế nhưng ngay khi tập đầu tiên phát sóng, nhiều người lại tỏ ra thất vọng trước màn diễn xuất của nam idol. Netizen cho biết họ yêu thích cả hai vì ngoại hình xinh đẹp và phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Hoan Minh Hoon lại quá non nớt, khác hẳn mong đợi. Sau tập 1, cư dân mạng Hàn Quốc đã để lại nhiều bình luận tiêu cực trước màn thể hiện của Hoan Minh Hoon, trong đó màn phản ứng hóa học của hai diễn viên chính là điều khiến khán giả thất vọng nhất. Netizen xứ Hàn đã để lại một số bình luận như sau: ngoại hình của cả hai đều tốt nhưng nam chính có vẻ diễn không được. Có lẽ vì mới là tập đầu tiên nên mọi thứ hơi lộn xộn. Nam chính khiến tôi lo lắng với diễn xuất tệ hại của anh ấy. Thật ra ngay cả khi đóng vai phụ trong Alchemy of Soul, tôi đã không thích Minh Huyên rồi. Hoan Minh Huyên diễn tệ quá, chưa thật sự đủ kỹ năng để làm diễn viên chính. Minh Huyên là nam chính, tôi hơi bất ngờ với sự lựa chọn mạo hiểm này của nhà đài. Tôi nghĩ Hoan Minh Huyên không có tài năng diễn xuất gì cả. Anh ấy chỉ nên đi hát. Tôi cũng không thấy phản ứng hóa học giữa các nhân vật chính luôn. Tôi hy vọng anh ấy cải thiện chứ hiện tại phản ứng hóa học tệ quá. Hoan Minh Huyên nên rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng diễn xuất. Lúc đầu vì ngoại hình của cả hai đều đẹp nên tôi nghĩ ồ không tệ, nhưng khi xem phim diễn xuất của nam chính quá tệ nên tôi không thể tiếp tục. Minh Huyên nên tiếp tục đi hát hoặc học hỏi và đóng vai phụ thêm vài năm trước khi lên đóng chính. Được biết trong phim Hoan Minh Huyên vào vai Kim Do Ha, một người đàn ông kín tiếng hiếm khi giao tiếp với hàng xóm. Thực chất anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc thiên tài nhưng đang che giấu danh tính của mình. Hàng xóm của anh là Mok Soo Hee, Kim Seo Hoon, người có khả năng siêu phàm, cô có thể phát hiện ra sự dối trá. Điều này khiến Son Hee mất niềm tin vào con người và coi năng lực của mình như một lời nguyền không nên có. Hai người va nhau khiến cho cuộc sống nhàm chán của đối phương thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu từ khi làn sóng thần tượng trở nên nổi tiếng ở châu Á, rất nhiều nhà sản xuất phim Hàn Quốc đã cân nhắc đưa các idol K-pop vào các vai phụ hoặc vai chính để thu hút sự quan tâm của người xem và các nhà đầu tư. Bên cạnh những idol thành công trong con đường chuyển hướng sang diễn viên, thì phần đông nam nữ ca sĩ khác lại bị khán giả chê thậm tệ. Điển hình như cựu thành viên nhóm nhạc Winner Nam Tae Hoon. Nam Tae Hoon nổi tiếng với khả năng hát tốt, chất giọng ngọt ngào. Tuy nhiên người hâm mộ cho rằng tốt nhất anh chàng chỉ nên đi hát thôi, chứ không cần đóng phim. Khi xuất hiện trong tập 1 của bộ phim Late Night Restaurant, cựu thành viên Winner đã khiến khán giả sốc toàn tập với diễn xuất dưới trung bình, thậm chí có những cảnh quay mà người xem không biết anh chàng đang khóc hay đang cười. Cha Eun-woo Ajo cũng là một trường hợp tương tự. Khi xem bộ phim Tân binh sử học Go Herin, nhiều người háo hức khi được ngắm nhìn vẻ điển trai của mỹ nam Cha Eun-woo trong tạo hình cổ trang. Tuy nhiên khán giả đã trở nên hụt hẫng vô cùng khi được xem diễn xuất non kém và cứng nhắc của Cha Eun-woo. Đây cũng không phải lần đầu nam idol bị chê bai khi đóng phim. Trước đây anh chàng cũng từng gây tranh cãi khi đảm nhận vai chính bộ phim My ID in Gangnam Beauty. Trong quá trình lựa chọn vai diễn cho các ca sĩ thần tượng, không ít nhà sản xuất phim đã vấp phải sự phản đối của công chúng. Khán giả cho rằng idol thường không được đào tạo một cách chỉnh chu về diễn xuất nên rất khó để thể hiện tốt nhân vật. Ngược lại, các fandom hoàn toàn ủng hộ thần tượng trải nghiệm nhiều hơn ở lĩnh vực này. Chỉ cần idol đóng phim, các fan sẽ cổ vũ hết mình.